Người mà tôi từng gặp cách đây không lâu, bác sĩ Song Ưng Chê đó. Ờ. Nghe nói bị tố giác hình sự rồi. Chuyện này Tôi nghe nói chưa được sự đồng ý của người thân mà cổ tiến hành phẫu thuật rồi. Bản thân cô ấy lại nói khác. Tất nhiên rồi, cuộc sống vốn dĩ là những kẻ thù đã chết cũng phải diện cớ mà. Tôi là người không thích những chuyện ồn ào cho lắm, đặc biệt là sau khi MOU thành lập chưa được một tuần thì đã xảy ra chuyện này. Hiện giờ tôi đang rất đắn đo không biết có nên đầu tư vào bệnh viện Che-in hay không. Chủ tịch à, Viện trưởng Kim là người thận trọng, tôi tin anh sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Ôi trời, ôi thơm quá, thơm quá, thơm quá đi. Để xem. Đúng rồi, chính mùi vị này. Anh ăn đi. Cái này là cái gì đây? Nếu mọi chuyện như bài báo thì sẽ ra sao đây? Chuyện gì? Điều trị từ xa, bệnh viện trung tâm. Nếu bệnh viện Che-in Go-che trở thành bệnh viện của việc điều trị từ xa, thì trong số những người muốn bán sức khỏe để kiếm tiền cũng bao gồm cả ba anh luôn rồi. Tới rồi à. Điều trị từ xa? Ba không biết việc điều trị từ xa nguy hiểm như thế nào hay sao? Giảm thiểu nguy cơ là được làm rồi. Làm thế nào? Ba nhờ trưởng khoa nghiên cứu chuyện này rồi. Ba... còn có nói gì ba cũng không đổi ý đâu. Vì vậy con ra ngoài đi. Vì tiền hay sao? Phải cứu phòng cấp cứu. Nhưng vì vậy mà tàu y khoa có thể chìm mất. Nếu đóng cửa phòng cấp cứu thì bệnh nhân có thể chết trên đường. Nếu cho con chọn giữa phòng cấp cứu và tàu y khoa, con sẽ chọn cái nào? Đây không phải là vấn đề lựa chọn đâu ba. Đây chính là vấn đề lựa chọn. Trên thế gian này làm gì có chuyện mọi thứ đều hoàn hảo như ý muốn chứ. Sau này có những lúc con sẽ phải đối mặt với lựa chọn một cách rất tàn nhẫn, bởi vì con sẽ tham gia vào việc kinh doanh với ba. Ơ kìa ba, còn bao nhiêu tuổi rồi hả? Một đứa hơn 30 tuổi định cư xử như một đứa trẻ đến khi nào? Con hãy theo ba học hỏi, đây chính là thế giới của người lớn. Món duy nhất em nghĩ đến chỉ là mì gói thôi sao? Anh nói gì vậy? Mì gói cũng ngon lắm mà. Ơ, anh đừng có cho nhiều nước quá, nhạt quá sẽ không ngon đâu. Anh cũng đừng nấu lâu quá, mì nở ra cũng không ngon. Em cằn nhằn còn nhiều hơn anh nữa đó. Nhìn ngon quá. Sao anh không ăn đi? Nhịn gì vậy? Ăn từ từ thôi. Coi bộ em đói lắm rồi ha. Hôm đó em thật sự rất là đói. Hôm đó là sao? Ngày đầu tiên em đến tàu y khoa. Nhìn giấy chẩn đoán của anh, em có thể đoán được mẹ em đau đớn đến mức nào.
Biết được chuyện như vậy làm cho tim em như muốn nổ tung ra từng mảnh. Em như muốn phát điên lên. Em cảm thấy vô cùng có lỗi với mẹ, và cũng rất là nhớ mẹ. Nhưng điều thú vị nhất là gì anh biết không? Khi đó bụng của em cứ kêu lên liên tục bởi vì đói. Mẹ cứ như vậy mà ra đi, còn em thì lại bị bệnh viện sa thải. Cả phòng phẫu thuật như đống hỗn độn nữa. Đúng vậy. Ở tình cảnh đó thì thường không nghĩ đến đói nữa, nhưng thực sự là đói đến không chịu nổi. Lúc đó không hiểu sao mà có một gói mì ai đó đã bỏ quên. Sau đó em liền nấu lên ăn sao? Không có, vì em không thể tìm được nguồn điện của bếp điện, nên em đã ăn sống, rắc thêm gói gia vị vào. Chắc là em cô đơn lắm. Em thấy xa lạ và không được tự nhiên, giống như đang ở nhờ vậy. Hôm đó mới trải qua chưa được bao lâu, mà bây giờ em lại cảm giác giống như đã lâu lắm rồi. Sao vậy? Bởi vì bây giờ tàu y khoa thoải mái như nhà em sao? Hơn nữa còn có người bạn trai, chỉ cần em muốn ăn mì liền làm cho em. Nhưng mà em chắc cũng đã đến lúc phải rời khỏi con tàu này rồi. Sao? Em đang nói gì vậy? Đã đến lúc em phải rời khỏi tàu y khoa này rồi. Đây là ý gì? Em xin lỗi, em đã không thể giữ lời hứa được. Em đã khai với họ người thực hiện kỹ thuật hút là em. Em nói sao? Vậy cho nên anh cứ biết như vậy là được rồi. Sao em lại làm như vậy? Bởi vì chỉ có vậy mới giữ được tàu y khoa này.